xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Tươi Cuộc Sống Hàn Quốc. Hôm nay ông xã của Tươi chở ba mẹ con nhà Tươi đi cắm trại nè mọi người. Đây là lần đầu tiên cả gia đình mình đi trải nghiệm cắm trại đó mọi người. Ở đây là bãi đất trống ven bờ sông Mộc Tô, một địa điểm nổi tiếng của giới du lịch bụi, hình thức dựng lều hoặc là xe camping. Nhà của Tươi đến đây từ giữa trưa nên vội vàng dựng lều. Dựng lều xong thì lại tranh thủ nấu mì để ăn trưa luôn, nên Tươi không có ghi lại được hình ảnh lúc dựng lều. Hơi tiếc thật hết mọi người. Ăn trưa xong thì cả nhà Tươi sẽ chơi và khám phá khung cảnh ở đây. Xin mời mọi người cùng xem cả nhà Tươi sẽ chơi gì, làm gì ở bờ sông này nhé. Kháng ngà chì à, kháng ngà chì. À nhé, băng cao bò sơ cơ đề. Khiến chán à. Một, hai, ba. Nên행복한 사람. 사랑이 나 오빠가 제일 아빠가 최고.
Mọi người thấy bé gái nhà mình hát có hay không? Sau khi nghe bé hát xong thì cả nhà mình đi dạo theo bãi đất trống của bờ sông này nè. Hai bên đều có lều với lại xe cắm trại hết, kín hết chỗ luôn. Lúc trưa mình đi vô đây là kín hết luôn á, mình phải chờ người ta đi ra xong rồi bắt đầu gia đình mình mới đi vô ra cái chỗ đó để mình cắm á. Ở đây thì có nhà vệ sinh, có cho bồn nước để rửa tay, rửa mặt, rửa chén bát đũa rồi mọi người. Nhìn nằm cho vô chơi á. Phía trên bờ sông thì có tiệm tạp hóa nhỏ nhưng mà bán đủ đồ cho mọi người. Gia đình mình vô mua pháo bông để tí nữa cho mấy đứa nhỏ nó chơi rồi bánh để nó ăn. Còn cái chú chó này á, thân thiện dễ sợ luôn. Đi theo tụi mình lên tới trên này luôn. Kha kha. Ô, dễ chứ mà. Đó đi kha. Ai, bu lên chứ mà. Ôi. Ui, chóng hết nà bò, ta ra hay sao. Một bộ đồng tiền. Dễ thôi gì. Con trai của mình nóng lòng đốt lửa chạy cho nên là ông xã của mình á cho bé đốt bây giờ luôn. Lẽ ra là chờ buổi tối đốt nó mới đẹp. Mà ông nóng vội quá, ông khoái ông đốt giờ này luôn á mọi người. Handphone 지워봐. 다 đến giờ cơm chiều cho nên bây giờ tôi bật bếp để nấu cơm đó mọi người. Hôm nay cả nhà tôi sẽ nấu cơm hộp kiểu Hàn Quốc á mọi người. Hetban. Đây, thêm một em nóng vội nữa.
Không đợi đến lúc tới để bắn pháo bông đâu. Muốn bắn luôn bây giờ mọi người. Chú ổn lắm à. Âm bùi à. Còn đêm mới nhìn thấy mọi người ơi. Ô, ông trời ông. Ví dụ hay gì ví dụ, chắc là ví dụ. Buồn cười. Ô. Còn đây là bữa cơm chiều đơn giản của gia đình nhà tươi. Xin mời mọi người cùng dùng cơm chiều của gia đình nhà tươi nhé. Thanh gì đó. Chắc có thể là mầm mầm. Bóc cũng ăn rồi. Sau khi ăn cơm chiều xong thì tươi đi tản bộ ở đây thêm một vòng nữa. Xin mời mọi người cùng theo chân Xuân Tươi đi tản bộ ngắm cảnh ở đây thêm nữa nhé. Ở đây có quán lẩu cá cay nè mọi người. Cũng kế bên cái tiệm tạp hóa nhỏ hồi nãy đó mọi người. Nhìn từ trên cao thấy liều ơi là liều, với xe ơi là xe liều. Nghe dự báo thời tiết là tối nay có mưa nên nhà tôi cũng hơi lo nè mọi người. Không biết là con ngủ qua đêm ở đây không hay là tranh thủ về không biết nữa. Lát mình hỏi ý kiến ông xã của tôi nữa kìa. Còn đây là khu vực thông tin đó mọi người. Trước đó là chỗ tiệm tạp hóa hồi nãy đó mọi người. Và tôi đi tản bộ đến đây tôi nhớ mọi người. Tôi sẽ kết thúc video ở đây luôn. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ cho tôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé.